Hướng dẫn skincare cho người mới bắt đầu từ A đến Z, cùng tìm hiểu bão xíu qua series này. Hello, lại bão xíu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bão xíu. Và trong series này tôi sẽ chia sẻ các bạn từ A đến Z cho những người mới bắt đầu skincare, chưa từng chăm sóc da, cũng có thể dễ dàng biết cách làm sao để lên cho mình tự tin và chọn đúng cái loại mình cần. Hãy cố gắng xem hết cả series nhé. Ok. Phần số 1 đó là nhóm làm sạch. Nhóm làm sạch đó là nhóm cần làm sạch cho da. Thì có những sản phẩm nào? Sẽ có 3 loại chính này. Một đó là tẩy trang, tức là cái sản phẩm để mình lấy ra một cái lọ. Ví dụ nhé, trên lọ tẩy trang ấy, đó là bạn lưu ý đây không phải là sản phẩm bác sĩ khuyến cáo bạn mua, mà lấy demo hướng dẫn thôi. Thì ví dụ các cái sản phẩm như là tẩy trang thì trên nhãn nó hay có chữ là micellar. Đấy, đọc tiếng Việt cho các bạn dễ nghe. Nó là micellar nhưng mà thôi đọc tiếng Việt là micellar water. Đó, thì đây là tẩy trang dạng nước. Còn nếu nó đổi thành là micellar oil thì có nghĩa là tẩy trang dạng dầu. Rất là dễ hiểu đúng không? Đấy, hoặc là emulsion thì nó là dạng nhũ tương nhá. Nhóm số 2 là nhóm sữa rửa mặt. Thì trên nhãn sữa rửa mặt nó sẽ có chữ là cleanser. Đấy, các bạn nhìn nhá, chữ cleanser. Cleanser có nghĩa là sữa rửa mặt, gọi là hay là làm sạch. Thì trên hầu hết các nhãn sữa mặt đều có chữ đó. Thế thì khi bạn mua sữa mặt thì bạn sẽ chọn được là cái option nào phù hợp, thì trong series sau sẽ chia sẻ. Nhưng tóm lại, sữa mặt là trên nhãn nó sẽ có chữ cleanser. Rồi, số 3 là nhóm tẩy da chết. Thì tẩy da chết trên nhãn nó sẽ có là chữ exfoliation. Các bạn có thể nhìn trên nhãn nhá, có chữ này. Đây là tẩy da chết. Đó, thì làm sạch sẽ có 3 nhóm cơ bản: tẩy trang, sữa mặt, tẩy da chết thì mình có thể mua. Ngoài ra còn có peel da hay là thay da hóa học thì thôi, bỏ qua. Video sau sẽ chia sẻ. Ok. Số 2 là nhóm cấp ẩm đông. Thứ nhất đó là toner, thứ hai là nước hoa hồng và thứ ba là serum HA. Thế thì nhận biết bằng cách trên nhãn nó sẽ ghi chữ toner đó, hoặc nó sẽ ghi chữ là nước hoa hồng rất là rõ luôn, hoặc nó sẽ ghi chữ là HA hyaluronic acid. Ví dụ HA siêu đang dùng bọn này, ví dụ thì trên nhãn nó sẽ có chữ là hyaluronic và chữ serum đó. Thì đây là nhóm cấp ẩm đông dùng sau rửa mặt để giảm căng rát đó, thì các bạn có thể biết. Và các bạn lưu ý đây không phải sản phẩm bác sĩ khuyến cáo dùng, mà đây là ví dụ để các bạn hiểu, rất là mong các bạn hiểu đó. Thì trên nhãn nó sẽ có chữ là serum hyaluronic, thì ngoài ra biến thể của nó có thể thêm chữ B5 đó, hoặc là thêm cái gì đó, nhưng tóm lại thành phần chính của nó phải là HA và không có dầu. Mình sẽ lấy tay mình bôi thử và cảm giác nó không nhờn thì đúng là HA. Còn toner nước hồng cũng tương tự, nhưng lưu ý là trong toner nó lại có toner BHA, toner AA nên là dễ nhầm lẫn, thì bạn nên mua là toner cấp ẩm thôi hoặc là cân bằng pH thôi nhá, lưu ý. Nhóm số 3 đó là nhóm treatment. Thì tiếp theo sẽ là nhóm để điều trị các vấn đề của da. Ví dụ bạn có mụn thì mình sẽ chọn các nhóm để xử lý mụn. Nếu bạn có nám đúng không, thì mình chọn các nhóm treatment để xử lý nám. Nếu bạn da mình lão hóa thì mình chọn các nhóm chống lão hóa, hay nếu bạn da dày sừng thì chọn nhóm làm mỏng sừng. Đấy, ví dụ các loại treatment thì thường trên nhãn nó chỉ ghi các thành phần hoạt tính cơ bản, tức là hoạt tính mà cần thiết, hoặc là tên sản phẩm nó sẽ không ghi chữ serum hay toner hay exfoliation gì đó. Thì treatment thường là những nhóm nồng độ cụ thể. Đấy, ví dụ như là C10%, C2% hay là Acutin hay Acqui thì trên nhãn họ ghi rất là rõ cái nồng độ. Thì treatment thường là những sản phẩm ghi rõ cái thành phần hoạt tính hoặc nồng độ cụ thể. Đấy, các bạn lưu ý hai điều này. Nhóm số 4 đó là nhóm dưỡng ẩm khóa ẩm. Thì nhóm dưỡng ẩm thì trên nhãn họ sẽ thường có là chữ moisturizer. Nhá, rất đơn giản để mình nhận biết, có chữ moisturizer. Đó, thì đây gọi là dưỡng ẩm. Thì các loại dưỡng ẩm nó sẽ có nhiều dạng bào chế, có thể dạng gel, dạng lotion, dạng cream, dạng ointment. Đấy, dạng serum, nhưng mà serum nó loãng quá không được coi vào dạng dưỡng ẩm. Thì trên nhãn họ thường ghi thêm chữ, ví dụ đây là chữ lotion. Có nghĩa là dạng bào chế là dạng lotion. Còn nếu đây là chữ cream, nhá, chữ cream thì có nghĩa là loại kem này dạng cream, các bạn có thể xem rõ này. Đó, đây nhá, đây là chữ lotion. Đó, chữ lotion. Đó, thì là dưỡng ẩm dạng lotion. Đấy, các bạn xem lotion. Đấy. Rồi, thì khi mua các bạn sẽ biết là dưỡng ẩm nó phải có chữ đó, còn nếu không có thì cũng được, nhưng mà nó cứ dễ gây nhầm lẫn nên là thường các nhãn, các thương hiệu nó thường có sẵn. Số 5 là nhóm bảo vệ da. Thì nhóm bảo vệ da thì thường có hai nhóm chính, một là kem chống nắng và số 2 là viên uống chống nắng. Thì kem chống nắng thì trên nhãn nó sẽ có thường là chữ gì, chữ sunscreen hoặc là chữ sunblock, và nó thường sẽ có thêm cái chữ là SPF hoặc là chữ PA hoặc là cái chữ UVA, UVB thì mình biết là đây là ngăn cản chống lại tia UV. Nhá, thì khi mình mua kem chống nắng mình sẽ biết. Thì nếu như mà mình điều kiện mình ngồi văn phòng thì mình chọn kem chống nắng là SPF bao nhiêu, 15-30 thôi. Còn ra ngoài nắng hay là đi biển thì 50 hoặc cao hơn.
Đó thì mình sẽ biết. Và thêm nữa là các cái chống nắng thường cũng sẽ ghi dạng bào chế tương tự như là cái giữ ẩm ấy, có thể sẽ ghi là lotion hoặc là serum aqua hoặc là cream. Đấy, thì mình sẽ biết đấy là gọi là đây là kem chống nắng. Đấy, thì mình sẽ biết là phân loại mình mua. Nhóm số 6 là nhóm thực phẩm chức năng. Thì uống sẽ có những nhóm nào? Thì thực phẩm chức năng có rất là nhiều loại. Thì sẽ có nhóm ví dụ nhóm số 1 là nhóm thiên về những bạn da dầu mụn, da kiềm dầu này hay là giảm sừng hóa này. Số 2 là những cái nhóm mà để làm trắng da, ví dụ là L-cysteine, glutathione hay là vitamin C hay là tranexamic, những nhóm làm trắng da. Số 3 là những nhóm chống lão hóa, đấy, hay số 4 là những nhóm chống gốc tự do. Số 5 là những nhóm mà bổ sung sức khỏe như là giảm mỡ máu. Đó thì đây là những cái rất là cơ bản thôi để các bạn sẽ hiểu. Và đặc tính của viên uống ấy, thì thường nó sẽ có rất nhiều dạng là dạng viên nang, dạng viên mềm, dạng viên cứng. Thì tùy vào khả năng của mình nữa thì bác sĩ thường thích dạng viên nang mềm hơn, chứ viên cứng nhiều khi uống nó hơi nghẹn. Và kích thước viên các bạn lưu ý là nó to hay nhỏ nữa. Và cái hàm lượng thì mình đọc kỹ cái bảng hàm lượng, thì video sau có thể chia sẻ kỹ hơn. Cuối cùng là nhóm trị liệu tại cơ sở spa. Thì thay vì mình đi chăm sóc da ở nhà, mình đến cơ sở spa đúng không, thì trị liệu nó cũng tương tự, nó sẽ có cái nhóm chủ yếu là chăm sóc cơ bản này hay là xử lý các vấn đề cụ thể để mụn nám tàn nhang thì đó. Ok, và ngoài ra nữa một cái nhóm cuối cùng nữa đó là các cái nhóm bổ trợ như là mặt nạ này hay là tinh chất này hay là những cái hoạt chất mà nâng cao hơn đó. Thì đây là tóm lại chúng ta sẽ có 9 nhóm để các bạn sẽ biết được là mình cần mua những cái loại nào. Nhiều quá đúng không, nhưng không sao, các bạn hãy tập mua những nhóm cơ bản trước và hãy theo dõi các video tiếp theo trong series hướng dẫn chăm sóc da Gen Z. Ok, và nếu bạn thích video này đừng quên like, subscribe và chia sẻ để nhiều người biết đến video này hơn. Và lại câu hỏi cho bác sĩ. Ok, bye bye, xin chào.